Nếu dựa vào kết quả của Arsenal giành chiến thắng 3-0 khá thuyết phục trước Southampton, thì câu trả lời sẽ là Aubameyang chẳng còn quan trọng với Arsenal. Cần biết, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên Aubameyang vi phạm nội quy, mà trước đó hồi tháng 3, anh cũng từng bị Arteta loại khỏi đội hình ở trận derby với Tottenham vì lý do tương tự. Aubameyang không được cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm, khi mà chính Arteta đã từng khẳng định Arsenal mới là ngôi sao lớn nhất ở câu lạc bộ. Lợi ích của đội bóng phải được đặt lên hàng đầu. Và có lẽ vì vậy, Arteta đã không ngần ngại trừng trị thói vô kỷ luật của Aubameyang. Dẫu vậy, Arteta đã từ chối trả lời câu hỏi liệu ông có tước băng thủ quân của Aubameyang hay không. Arteta đương nhiên không muốn nội bộ Arsenal bất hòa, nhất là khi họ vừa chặn được đà sa sút bằng chiến thắng trước Southampton. Song Arteta đã có cách để trị Aubameyang, và trên sút này thấy rằng anh cần phải nỗ lực hơn. Vâng, đây là một giải mà Aubameyang đã chơi không được tốt khi mà mới chỉ được 4 bàn sau 14 trận tại Premier League. Đây cũng là lý do Aubameyang phải ngồi dự bị tới phút 85 của trận đấu với Everton thì mới được vào sân thay Lacazette, sau đó bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu cho trận gặp Southampton. Tương lai của Dusan Vlahovic là một trong những chủ đề nóng nhất của bóng đá châu Âu sau những màn trình diễn trên cả tuyệt vời từ đầu mùa. Sau khi từ chối hợp đồng mới với Fiorentina, cầu thủ người Serbia dự định sẽ rời câu lạc bộ vào kỳ chuyển nhượng tháng riêng. Arsenal gần đây đã thể hiện sự quan tâm tới Vlahovic và muốn đưa chân sút 21 tuổi tới Emirates. Huấn luyện viên Arteta rất muốn có tiền đạo này, bởi phó thủ nhiều khả năng sẽ mất Lacazette và Nketiah ở mùa hè năm sau. Trong khi đó, phong độ của Aubameyang thực sự là rất đáng lo. Bên cạnh đó thì Man City cũng được cho là rất muốn ký hợp đồng với cầu thủ người Serbia và chuẩn bị đưa ra một lời đề nghị lớn vào tháng riêng. Pep đã tìm kiếm một tiền đạo mới từ mùa hè, và khi không có được Harry Kane, Vlahovic đã xuất hiện trong tầm ngắm của đội bóng chủ sở Etihad. Cựu tiền đạo người Ý Antonio Cassano đã tin rằng Man City mới là điểm đến lý tưởng dành cho Vlahovic. Vlahovic hãy chọn Guardiola và tới Man City. Tôi không biết liệu cậu có theo kịp không, nhưng trong vòng một năm cậu có thể đạt tới đẳng cấp của Haaland. Mặt khác, nếu bạn tìm thấy một huấn luyện viên không biết cách giao tiếp với bạn, thì sự phát triển của bạn sẽ dừng lại. Dù từng được xem là nhân tố chủ chốt dưới triều đại của huấn luyện viên Andrea Pirlo, nhưng kể từ khi Marc Allegri trở lại Juventus, tiền đạo Kulusevski đã không còn giữ được vị trí chính trong đội hình nữa. Mùa giải năm nay, anh mới chỉ có vỏn vẹn 6 lần đá chính tại Serie A. Trước tình hình hiện tại, Kulusevski đang tính tới phương án ra đi. Tamiro dẫn nguồn tin từ Football Italia tiết lộ rằng trong tuần này, ban lãnh đạo Juventus mở cuộc đàm phán với người đại diện của Kulusevski để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, khả năng cao họ sẽ đồng ý bán cầu thủ người Thụy Điển nếu nhận được lời đề nghị rơi vào khoảng 22 triệu bảng. Nhật báo trên cũng cho hay Arsenal đang theo sát thương vụ này bởi đại diện thành London đang tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh chất lượng nhằm san sẻ bớt gánh nặng cho Bukayo Saka. Trong bối cảnh cuộc đua tới top 4 đang dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, theo quan điểm tới từ Paul Merson, pháo thủ cần gia cố hàng công bằng một tiền đạo trung tâm thực sự đẳng cấp. Cụ thể hơn, Merson muốn pháo thủ thâu tóm Dominic Calvert-Lewin, ngôi sao đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Everton. Trao đổi với Sky Sports, huyền thoại của Arsenal cho hay Arsenal cần phải tham gia vào thị trường chuyển nhượng và chiêu mộ Calvert-Lewin đưa ra một lời đề nghị mạnh mẽ. Họ là Arsenal, cậu ấy sẽ đi đâu chứ? Calvert-Lewin không thể cứ ở lại Everton. Họ có lớn hơn Arsenal không? Hãy cho tôi biết lý do họ là câu lạc bộ lớn hơn Arsenal. Arsenal sẽ xếp trên Everton. Nếu cậu ấy tới Arsenal, chắc chắn họ có thể lọt vào top 4. Thực tế, viễn cảnh pháo thủ dốc sức chiêu mộ Calvert-Lewin ở trong ngay mùa đông này thì hoàn toàn có thể xảy ra nếu Aubameyang không thể tìm đường trở lại đội hình chính. Hơn hết, từ lâu đội bóng chủ sân Emirates đã lên kế hoạch thâu tóm một tiền đạo trung tâm chất lượng. Cuối tuần vừa qua, Aubameyang đã bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu cho trận gặp Southampton. Giải thích về quyết định này, huấn luyện viên Arteta cho biết thủ quân của Arsenal đã vi phạm kỷ luật. Trưa Athletic tiết lộ chân sút sinh năm 89 trở về muộn sau chuyến du lịch nước ngoài. Mối quan hệ giữa Alba và Arteta vì vậy càng trở nên căng thẳng. Tương lai của số 14 tại Emirates đang trở nên mờ mịt. Mới đây, Miro dẫn nguồn tin từ El Nacional cho biết Xavi sẵn sàng đưa Aubameyang cập bến Camp Nou. Trong bối cảnh Barca khuyết đi vị trí tiền đạo mũi nhọn trên hàng công, Aubameyang được xem là phương án giải quyết vấn đề này.
khi mà mối quan hệ giữa ngôi sao 32 tuổi và Arsenal đang mờ đi, Barca tự tin thuyết phục pháo thủ sẽ nhả người. Barcelona hiện đang gặp khó khăn về tài chính, rất có thể họ đưa ra một lời đề nghị cho mượn kèm theo điều khoản mua đất vào cuối mùa. Không Aubameyang, huấn luyện viên Arteta quyết định trao tấm băng đội trưởng cho Lacazette, tiền đạo người Pháp thay thế tốt vai trò của Aubameyang. Không chỉ vậy, Lacazette còn cho thấy sự ăn ý với các vệ tinh xung quanh. Chiến thắng 3-0 là bằng chứng xác thực nhất. Có ý kiến cho rằng Arteta nên thay thế Aubameyang. Theo đó, Gabriel Magalhaes là cái tên được đề nghị. Tuy nhiên, cựu danh thủ Paul Merson lại không đồng tình với ý kiến này. Cụ thể, Merson nhận định trên Sky Sports: "Ồ không, đừng là Gabriel. Arteta sẽ không hạnh phúc với điều đó đâu. Bạn có thể trao nó cho Kieran Tierney. Có lẽ là Tierney, cậu ấy có thể có nó. Đó là một cầu thủ có tiếng nói. Nhưng việc Arteta chọn ai là đội trưởng không phải là quyết định dễ dàng." Với việc liên tục vi phạm kỷ luật, nhiều nguồn tin tiết lộ có khả năng Aubameyang không còn nhiều thời gian để gắn bó với đội chủ sân Emirates. Có khả năng Arsenal sẽ bán đứt Aubameyang vào kỳ chuyển nhượng mùa đông.